Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, một phiên giao dịch tuyệt vời cho quý anh chị nhà đầu tư. Ok, thì anh chị nhà đầu tư có thể là like cho mình một like và thả cho mình một quả tim nha anh chị, cũng như là ủng hộ mình bằng cách là có thể là like, thả tim hoặc là có thể là subscribe đăng ký kênh. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào chưa có người đồng hành hỗ trợ đi cùng với anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới tìm kiếm cái lợi nhuận trên thị trường thì nhớ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha anh chị. Mình sẽ hỗ trợ đồng hành cùng quý chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới, một phiên giao dịch cực kỳ tuyệt vời cho phiên hôm nay anh chị, rất là hay về phiên chiều đúng không anh chị. Thì không làm mất thời gian của quý chị nhà đầu tư nữa, thì mấy hôm nay thì mình bơm oxy khá nhiều cho quý chị nhà đầu tư rồi đúng không anh chị, bơm oxy liên tục cho quý chị nhà đầu tư rồi. Thì anh chị nhà đầu tư nói là thị trường về lắp ráp hôm này nọ khá lo lắng, thì với phiên giao dịch hôm nay thì thị trường đi lên trở lại và nó vẫn giữ được cái trend giá tăng nha anh chị. Đây là một cái điều khá là hay cho phiên giao dịch hôm nay. Về cái trend này thì mình vẽ cho anh chị nhà đầu tư cách đây vài ngày rồi anh chị, và mình đang theo cái trend giá này thôi, vẫn chỉ cho anh chị nhà đầu tư xu hướng ở trong giai đoạn này. Ở đây thì nó có một cái hay về cái mặt đâu đó là về cái mặt có thể 1-2 tuần nha anh chị, về mặt ngắn hạn một tí. Thì khả năng cao trong giai đoạn sắp tới thì nếu như thị trường của mình nó tiếp cận được cái vùng đỉnh đâu đó là 1140 anh chị, và nó phá được cái vùng đỉnh này là nó quý ghê anh chị. Nói chung là nó phá được cái vùng đỉnh này thì cái thị trường của mình nó rơi vào cái mô hình giá tăng rất mạnh, nó tăng những cái pha nước rút có thể nó về đâu đó là những cái khu vực phía trên này luôn anh chị. Nó nếu như nó vượt được nha anh chị thì nó sẽ vô cái giai đoạn nước rút, anh chị thấy nó sẽ tăng rất nhanh, ví dụ trong một tuần nó tăng vài phiên liên tục nó sẽ về những cái vùng giá phía trên này luôn. Nếu như nó vượt được nha anh chị, còn nếu như không vượt được nó tiếp cận những vùng giá phía trên này thì bắt đầu nó tích lũy, nó lèo èo lại chỗ này anh chị. Thì cái quan trọng nhất là 1040 nó có vượt được hay không trong giai đoạn sắp tới. Mình sẽ phân tích một tí về cái mặt ngắn hạn. Thì anh chị nhà đầu tư thấy là cái mặt ngắn hạn thì mình nói là tương đối là chính xác ở trong giai đoạn vừa rồi anh chị. Thì khi phá khỏi trên giá giảm này bắt đầu nó hình thành lên hai đáy và nó đang xuyên mỏng lên. Chỗ này vẫn gọi là xuyên mỏng nha anh chị. Chỗ này vẫn gọi là xuyên mỏng thì cái này là một trong những cái đặc điểm ở bên mình. Thì anh chị nhà đầu tư nhìn vào đây ha, chỉ thấy cái mai dày đây, nhưng mà tại sao Lâm nó vẫn nói là xuyên mỏng, nó không xuyên chỗ này thì chỗ này nó vẫn gọi là xuyên mỏng. Thì với cái xu hướng này có thể nó sẽ tiếp cận lại cái vùng giá đỉnh. Tuy nhiên khi nó tiếp cận lại vùng giá đỉnh thì về cái mặt ngắn hạn của nó, hai cái kiếm này nó sẽ tách xa nhau, thì cái khả năng để mà vượt được đỉnh trong giai đoạn này nó sẽ yếu hơn nha anh chị, nó sẽ yếu hơn và khả năng nó sẽ test trở lại và nó quay trở lại. Thì cái này thì chưa có dám chắc chắn, nhưng mà mình sẽ theo để mà mình cập nhật cũng như là đi theo xu hướng cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư. Trước mắt là nó về tới đây đã anh chị, khi nó về tới đây thì bắt đầu mình sẽ phân tích thêm trong giai đoạn này, mình coi thử khả năng nó có vượt qua được 1040 trong khu vực ngắn hạn hay không. Nhưng trước mắt anh chị nhà đầu tư hướng nó về quanh khu vực vùng đỉnh này đã. Một lần nữa thì chúc mừng anh chị nhà đầu tư nào đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu liên quan về chứng khoán anh chị, quá tuyệt vời cho phiên giao dịch hôm nay, liên tục là vượt đỉnh. Sáng nay thì mình cũng đã nói cho anh chị nhà đầu tư rồi, và cách đây tầm cỡ vài hôm thì nói về câu chuyện về về cái nhóm chứng khoán, anh chị thấy là mình cứ nói về cái nhóm chứng khoán tìm những cái mảng cổ phiếu nhỏ mà gì, nhưng cuối cùng là nó cao mình không dám vào. Nhưng mà mình vẫn còn HCM nha anh chị. Thì khi anh chị thấy là mình phân bổ cái dòng vốn ra những cái nhóm ngành, anh chị thấy là khi mà nhóm ngành nào chạy mạnh thì anh chị đều có hết. Thì chứng khoán là một trong những cái nhóm ngành mà anh chị bắt buộc phải có trong danh mục đúng không anh chị, bắt buộc phải có trong danh mục. Thì trong giai đoạn này anh chị nhà đầu tư 4 ngày trước thì mình đã nói anh chị nhà đầu tư là phải chú ý vào cái nhóm chứng khoán rồi anh chị, phải tìm. Nhưng mà nhóm chứng khoán bây giờ thì chắc anh chị nhà đầu tư chỉ có HCM thôi. Trong room mình thì có HCM, HCM cũng đẹp rồi. Lưu ý ngày 30/6 này anh chị, mình có nói những cái mã cổ phiếu chứng khoán nhỏ này. Bây giờ thì nó đã tăng khá là tốt ở trong giai đoạn này rồi. Chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nè. Sáng nay mình nói chị nó cần phải có một sự đồng thuận hơn thì thị trường nó mới vượt được 1030. Thì chiều hôm nay nhóm ngân hàng nó hồi trở lại và thị trường có thể có xu hướng vượt lên trở lại. Đó là một cái điều rất tốt cho phiên giao dịch hôm nay, cũng như là một trong những cái tín hiệu tuyệt vời. Nha anh chị, chúc mừng anh chị nhà đầu tư một lần nữa. Anh chị nhà đầu tư nào bản lĩnh, anh chị nhà đầu tư nào mà đã có, đúng không anh chị? Đã có được cái bản lĩnh cũng như cái sự tự tin ở trong cái giai đoạn vừa rồi để mà anh chị có thể nhặt thêm lượng hàng khi mà thị trường giá đỏ. Và khi thị trường giá xanh lên thì làm gì anh chị? Đó là câu chuyện là mình phải nghĩ tới câu chuyện bán trong giai đoạn sắp tới. Thì khi mà đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư thì mình sẽ canh báo cho anh chị nhà đầu tư những cái điểm giá nào anh chị nhà đầu tư cần phải hạ bớt tỷ trọng trong giai đoạn sắp tới để canh mua tiếp tục lại vùng giá đỏ nha anh chị. Nó rất quan trọng ở trong giai đoạn này. Còn nếu như anh chị nhà đầu tư nắm giữ thì nó chỉnh cái anh chị mất hết lại và nó đi lên trở lại. Còn anh chị nhà đầu tư thì mua bán lung tung, không có chiến lược hiệu quả thì anh chị nhà đầu tư sẽ bị loạn chưởng và anh chị bán ra thì rút trong lúc thị trường ảm đạm đi xuống. Hôm nay thì cổ phiếu nó lại quay trở lại nó vượt hết. Ví dụ giống hôm qua anh chị có những mã cổ phiếu mà hôm nay tăng mạnh, anh chị hôm qua chịu không nổi anh chị bán ra, cái hôm nay nó tăng mạnh là anh chị không thể nào mua đủ trở lại được. Và anh chị cứ lẩn quẩn trong cái câu chuyện đó là mua bán đối với thị trường và không có chiến lược nào hiệu quả nha anh chị. Với cái chiến lược mà xây dựng lên trong cái giai đoạn vừa rồi thì đây là một trong những cái chiến lược mua giá thấp bán giá cao.
nhân gì mua giá thấp bán giá cao cũng như là tăng hạ cổ phiếu một cách hiệu quả. Đây là một trong những cái mà mình sử dụng để mà mình có thể là kiếm được lợi nhuận nhiều trong cái quá trình thị trường uptrend. Thì mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư, anh chị nhà đầu tư cố gắng đi theo cái xu hướng hoặc là đi theo chiến lược này thì anh chị nhà đầu tư sẽ kiếm rất nhiều lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Và bám sát cho em theo cái xu hướng về mặt ngắn hạn này, em sẽ cảnh báo cũng như là phân tích cho anh chị nhà đầu tư là khi nào cần hạ bớt và khi nào cần mua trở lại trong giai đoạn sắp tới, và đi cùng thị trường, đồng hành cùng với thị trường đi lên. Đừng quá hưng phấn khi thị trường đi lên và cũng đừng quá sợ hãi khi thị trường đi xuống. Mình phải luôn luôn giữ được một cái đầu lạnh và mình có một chiến lược hiệu quả, thì lúc đó anh chị nhà đầu tư sẽ có cái kết quả giao dịch tốt giống như những cái phiên giao dịch gần đây. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người nào mà cần hỗ trợ tư vấn đồng hành cùng thì nhớ liên hệ với Ngọc Lâm để mà em có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành với anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Một lần nữa chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư đã có được cái lợi nhuận và có được cái sự bình tĩnh ở trong giai đoạn vừa rồi, và có được những cái chiến lược cũng như là chiến thuật hiệu quả trong giai đoạn vừa rồi nha anh chị. Nhớ theo dõi mình tối hôm nay thì mình sẽ đi qua cũng như cập nhật những chia sẻ những cái mã cổ phiếu cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Cảm ơn. Chúc anh chị nhà đầu tư có một cái buổi chiều vui vẻ. Liên hệ ngay với mình để mình có thể tư vấn hỗ trợ. Ok, cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngon miệng. Bye bye.